cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô già của các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình rồi thì chào các bạn lần nữa, mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về sale lớp, chữa lành cũng như phát triển bản thân, dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về tình yêu. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề về tình yêu. Thì đó là điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của các bạn. Thì ở đây mình không có mặc định là có đôi hay không có đôi gì hết, thì mình cứ thấy bài nó lên sao, thông tin như thế nào thì mình đọc như vậy ha. Thì đập thân, single, crush gì nó cũng nằm ở trong đây hết. Thì mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Hello mấy bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi có điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của các bạn. Đầu tiên thì chúng ta có Queen of Cup. Chúng ta có 6 cốc. Và chúng ta có 7 kiếm. Đối với mình á, mà ba lá đầu lên mà hỏi là điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của các bạn, thì mình thấy có một cái sự chênh vênh gì đó liên quan đến câu hỏi là cảm xúc, tình yêu. Mình thấy một số bạn có những cái vấn đề liên quan đến gọi là những cái thắc mắc, những cái gọi là vướng mắc liên quan đến chuyện tình cảm. Chẳng hạn giống như là nếu mà cái này dành cho những người mà gọi là chưa có người yêu á, thì bạn sẽ là cái câu hỏi là tại bao giờ tình yêu đến, tại sao tình yêu chưa đến, tại sao người tôi yêu không yêu với, không đáp lại tình cảm của tôi, rồi tôi sẽ gặp người đó khi nào, bao giờ tôi mới gặp được người đó. Nếu bạn là người đã có người yêu hoặc là đang trong một mối quan hệ, hoặc là kiểu như đang crush ai đó, thì bạn sẽ tự hỏi đó là tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ đi về đâu, sẽ ra sao, mọi thứ sẽ như tôi nghĩ hay không, và nó có như mong đợi mà tôi mong chờ. Mình thấy trong bạn có một cái sự hoài nghi, có một cái gì đó mà mình cảm thấy là các bạn rất là thắc mắc, các bạn cảm thấy rất là, mình không nói là các bạn thiếu niềm tin, mà mình cảm thấy là kiểu giống như là cái nữ hoàng cốc này là một cái người thật sự, bà nữ hoàng cốc trong bộ bài này có vẻ như là mình nói thẳng là đẹp nhất ở trong các lá nữ hoàng cốc mà mình thấy. Nó rất là sang chảnh, nó rất là có một cái sự ý nhị, có một cái sự tinh tế, kèm theo đó là một cái sự xuất sắc, sắc sảo. Nói chung mình cảm thấy nó mang rất là nhiều ý, có khi nó đẹp còn hơn Lady Empress, là nữ hoàng của các vị nữ hoàng, nữ hoàng của các vị hoàng hậu. Thật ra mình cảm giác cái cô gái này kiểu giống như cổ cầm cái cốc lên, cổ nhìn và có một cái sự thẫn thờ. Mình cảm thấy giống như là cái cốc nước á, nó có, nhưng mà kiểu giống như bây giờ chén rượu này mình tôi thưởng thức thì cũng có gì vui. Mình thấy kiểu giống như là cổ mong muốn hoặc là cổ có nghĩ về về ai đó. Thật ra có thể cái tụ này á, bạn đang thầm để ý một ai đó, hoặc là bạn có tình cảm với một ai đó, hoặc là cũng có thể là bạn thích thích một người nào đó. Nhưng mà kiểu giống như mọi thứ nó chỉ dừng ở mức nửa vời, nó chỉ nằm ở cái mức đó là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nhưng mà e hoài không có thấy cái tình ở đâu á. Kiểu giống như là bây giờ tưởng như vậy nhưng mà nhiều khi là không như vậy, mà tưởng không như vậy ai dè lại như vậy. Mình thấy kiểu giống như là cô này có thể cô tự hỏi lòng này, bao giờ nè có đứa nó mới lại, nó mời mình một cái bông hoa, bao giờ tình cảm nó mới xến xúa, bao giờ mới có một cái gì đó nó thăng hoa trong chuyện tình cảm của mình. Bảy kiếm ở đây nó cho mình một cái suy nghĩ, đó là một số bạn có những cái vấn đề gì đó liên quan đến gọi là, mình cũng không chắc là nó là tổn thương hay là nó là quá khứ hay là nó là sự thiếu tin tưởng, nó là sự hoài nghi. Nhưng mà cái lá bảy kiếm ở trong cái bộ bài này á, nó là một cái người che giấu cảm xúc. Nữ hoàng cốc cũng là một người che giấu cảm xúc rất là giỏi, họ có nhiều cái suy nghĩ ở bên trong, nó giống như một cái mặt hồ. Và cái mặt hồ bà này thì không phải là cái mặt hồ luôn, bà này là bà nằm ở chỗ có san hô, tức nghĩa là bà ở dưới đáy biển luôn rồi, chứ bà không còn ở trên cái mặt nữa. Thì mình thấy giống như là cái người này nè, bạn thấy cái gương mặt của cổ á, là hướng về phía trước nhưng mà cái mặt nạ là quay về phía sau. Bạn có thể là người đeo một cái mặt nạ, dù cái mặt nạ đó đeo lên dùng mục đích là để bảo vệ bản thân, hay là bạn đang dùng một cái gương mặt khác, một cái con người khác để đối mặt với thế giới xung quanh. Mình cảm thấy giống như là
bạn tự hỏi bao giờ mới có người thấy được cái trái tim, dùng từ Trinh Nguyên thì nghe hơi ghê, nhưng mà kiểu giống như tại vì mình thấy nó là màu một cái màu đối lập, cái cô gái này mặc một cái bộ đồ màu trắng tinh, kế bên đó là một cái màu vàng, phía dưới đây là một cái màu màu cháo hoặc là một cái màu, mình nghĩ cái tông này là tông pastel, người ta gọi là màu nude đó, kiểu giống như là mình cảm giác có một cái sự vấy bẩn, có một cái gì đó nó liên quan đến việc là màu cháo lòng á, kiểu đại loại như là mọi chuyện nó cứ vấy bẩn đi, nó cứ không 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 có được 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 mình cũng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng mà mình cảm thấy có cái gì đó nó khó nói lắm, nó khó diễn tả lắm, nó đặc quệt mà nó nghẹn, mình cảm giác một chữ nghẹn. Mình thấy cái người này họ có rất là nhiều điều muốn nói với thế giới rằng à, tôi không phải là người như thế này, tôi không phải là người như thế kia, tôi có những cái vấn đề của riêng tôi, nhưng có ai hiểu được cho tôi tại sao tôi phải đeo cái mặt nạ này lên hay không. Mình thấy ở đây giống như cái người này nè, họ 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 có thể trước đây họ là một cô gái cũng rất là yêu thương thuần túy, hoặc là có một cái tình cảm trong sáng thuần túy, hoặc là có một cái gì đó mong chờ khao khát thuần túy, nhưng mà sau đó vì nhiều cái trải qua, nhiều cái biến cố hoặc là nhiều sự kiện nó đã thay đổi đi cái nhân sinh quan của người này, và có thể cái điều diễn ra tiếp theo trong tình cảm của bạn không phải là bạn sẽ gặp một người, hoặc là bạn sẽ gặp một cái vấn đề liên quan đến bẫy kiếm, là lừa gạt, là lừa lọc, là thiếu tin tưởng, mà là chính bản thân bạn có khi là đang sống trong một cái môi trường có tình cảm, có tình yêu thương, có sẵn luôn những cái người yêu thương yêu quý, hoặc là có người muốn thích bạn, muốn kết giao với bạn nhưng mà bạn lại không nhận ra. Mình sẽ thử sang ba lá này coi nó lên cái gì ha. Chúng ta có bốn cốc nè, chính xác luôn. 6 cốc với 4 cốc là 10 cốc. Nhưng mà đây là hai lá chứ không phải là một lá. Nè, bạn có bảy kiếm lần thứ hai nè. Trong bạn có một cái nỗi sợ. Mình biết các bạn sợ cái gì. Và các bạn có hermit. Bài của các bạn nè, nhìn nha. Ở đây có một cái người, họ ngồi kế bên cái gốc cây và họ trầm ngâm, họ suy tư. Mình cảm thấy bạn càng lúc bạn càng mất hy vọng vào tình cảm. Mình không biết là bạn ở trong cái giai đoạn nào, dù là bạn đang yêu hay là đang không yêu. Mình thấy kiểu giống như là tình yêu là gì, tình yêu cuối cùng sẽ ra sao, tình yêu bao giờ sẽ đến. Mình thấy người này bốn cốc nhìn về bên đây mình không biết là quá khứ, là hiện tại hay là cái gì hết. Mình chỉ biết một điều là người này hoài tưởng, tự tưởng tượng, nghĩ về, hoặc có thể bạn là người hay tự làm khổ bản thân, bạn thường thường tự bạn tự đặt những cái vấn đề ra, giống như Queen Cup á, tự đặt những cái vấn đề, tự đặt những cái câu hỏi, tự tự nhớ về những cái quá khứ, hoặc là tự tưởng tượng về những thứ người ta gọi là fantasy, tức nghĩa là tưởng tượng ra những cái thứ mà nó mơ mộng, nó hão huyền, nó không thật. Rồi bảy kiếm, mình cảm giác giống như là bạn nhìn xung quanh, bạn cứ thấy ở đâu người ta cũng yêu đương, người ta có thể yêu bằng nhiều cách, người ta có thể yêu nhau một cách vô lý, tình cờ, hữu nhiên, một cách gọi là ngẫu nhiên, một cách gì đó là rất là kỳ cục, kiểu giống như đi ngoài đường đụng đứa đó có người yêu, đi toilet cũng có người yêu, hoặc là kiểu giống như vô tình, kiểu giống như là chơi cái trò mà cái gì mà challenge, kiểu như chạy lại nói anh là người yêu của em, cái xong tự nhiên cũng có là người yêu. Tức nghĩa là mình cảm thấy bạn đặt ra rất là nhiều câu hỏi liên quan đến đến cái vấn đề như thế. Còn nếu không, bảy kiếm với bốn cốc ở đây á, bạn đang thích một ai đó và bạn bạn cảm thấy rằng, bạn nghĩ rằng, bạn cho rằng có lẽ như người này không thích mình, hoặc là có lẽ là người này không có đón nhận mình. Còn nếu mà bạn đang trong một cái mối quan hệ nào đó mà bạn cảm thấy là khó để gọi là chữa lành cái vết thương này, khó để mà kết nối lại cái mối quan hệ này, hoặc là bạn cảm thấy bạn đã làm tổn thương một ai đó, hoặc là một ai đó làm tổn thương các bạn á, thì cái câu chuyện này là hermit, hãy để cho nó được sống yên bể lặng, hãy để mọi thứ trôi qua theo cách vốn dĩ, hoặc là cách mà nó nên làm. Tại vì mình thấy cái điều mà diễn ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn đó là có người, mình thấy có người muốn kết giao, có người người muốn liên 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 hệ, kiểu giống như là ví dụ như bạn đang ngồi ở trên gốc cây này, cái thằng này núp ở trong cái bụi cây này, bạn với người này có thể là hàng xóm láng giềng, có thể là một người nào đó quen biết với nhau, kiểu giống như là à, tao thấy thằng này nó ngồi ở ngoài gốc cây, kiểu giống như là tao thích nó nhưng mà tao cũng không biết, hình như tao nghĩ chắc nó không thích tao đâu, nhưng mà có người mình thấy là có một cái secret admirer, tức nghĩa là một người thầm thích bạn, hoặc là một người thầm để ý đến bạn, hoặc là người này luôn nghĩ về bạn, chỉ có điều có thể là bạn không nghĩ về họ, cái này có thể ngược lại ha. Rồi ngoài ra nữa mình thấy là ở đây á, bạn trong lòng bạn đang để tâm đến một ai đó, bạn đang để tâm đến một cái vấn đề nào đó, hoặc là bạn bạn mình cảm giác bạn mong chờ một cái gì đó trong cái lá hermit này. Mình cũng rất là thích cái lá hermit ở trong cái bộ bài này, nó đẹp
nó đẹp theo kiểu giống như là không phải là đẹp trong sự cô đơn, nhưng mà mình cảm thấy ông Hermes này ông không có cô đơn. Mình cảm thấy cái ông Hermes này ông đang có trong tay ông có đang có một con đom đóm, tức nghĩa là có thể bạn giống như nãy giờ, mặc dù mình nói là trong bạn vẫn luôn có những cái sự nghi ngờ, những cái sự hoài nghi nào đó về tình cảm, nhưng mà sâu thẳm trong bạn vẫn luôn có một cái hy vọng, vẫn luôn có một cái mong chờ nào đó. Mình cảm giác cái tông màu ở bên đây nó cho mình cái suy nghĩ tới bài hát đợi đợi ánh sao rơi của Phương Vi á. Mình rất là thích bài đó, kiểu giống như là có cái mình không nhớ đại loại cái bài bài hát đó là sao, nhưng mà mình nhớ là phải chờ đợi đến bao giờ cái tình yêu nó mới đến, nó rất là đúng với cái tinh thần đó. Còn nếu mà mình nhìn từ hết nguyên cái trải bài này, nhìn nhìn bốn lá trên và hai lá dưới á, thì mình nghĩ là điều tiếp theo xảy ra trong chuyện tình cảm của bạn đó là nếu giả sử bây giờ trong tình cảm của bạn có một người bước tới, liệu bạn có mở cửa đón nhận hay không, và nếu đón nhận thì bạn sẽ đón nhận nó như thế nào. Mình thấy bạn đang muốn có một cái sự thay đổi rất là lớn liên quan đến cuộc sống, liên quan đến tình cảm, liên quan đến cảm xúc, và nội cái màu bài nó cũng thể hiện cái sự tương phản đó luôn. Bên đây bạn nhìn đi, nó là một cái tông màu sáng này đó nha, sáng sáng xong cái tối tối, có nghĩa là cảm xúc của bạn nó cũng thiếu ổn định, ngay cả cảm xúc của bạn nó cũng thiếu ổn định nữa. Thì bây giờ mình sẽ rút một lá và là cho các bạn lời khuyên thôi ha, chứ mình cũng không thấy nên nói cái gì. Một lá lời khuyên ở đây nó rớt hai lá rồi, thôi kệ hai lá luôn đi cho tụi này nó lời. Gossip dim your glow, nếu nói xấu người khác thì sẽ là tự làm thấp giá trị của bản thân. Hãy ngưng phàn nàn, hãy chấp nhận sự thật hoặc là sự thiếu hoàn hảo. Bạn cũng thế, hãy khiêm tốn, bạn sẽ tỏa sáng. Thì mình cảm giác cái lá này nó không phải nó nói là bạn đang đang gọi là nhiều chuyện, bạn đang đi thị phi hoặc là bạn đang đang làm một cái gì đó mà nó sai. Mình cảm giác giống như là nếu mà bạn có đang ế, bạn đang có gặp vấn đề về tình cảm thì cũng đừng nên kiểu giống như quá nên nên đầm mình hoặc là chìm mình trong cái suy nghĩ đó, cũng đừng nên lên Facebook, lên Instagram hay là lên khắp các nơi than vãn rằng tôi ế quá, tôi đau khổ quá, tôi buồn quá, tôi thất vọng quá. Tất cả những cái thứ đó nó chỉ tạo nên một cái năng lượng tích ở không, một cái năng lượng tiêu cực, và nó chỉ làm cho người khác nhìn vào bạn cảm giác rất là mệt mỏi và cảm giác rất là nặng đầu, kiểu giống như là trời ơi cái con này nó lụy tình, nó si tình, hoặc là nó ế mà nó còn không biết chống chế nó này kia kia nọ. Hoặc nếu gossip dim your glow, nếu là thật sự bạn đang có làm một cái điều gì đó sai trái về tình cảm, bạn đang đặt thị phi, bạn làm tình cảm của bạn ảnh hưởng đến ai đó, thì hãy nên nhớ đừng đừng nên như thế. Nó sẽ không làm, người ta nói là điều tốt nhất khi nói về nhau mà sau chia tay hoặc là khi có vấn đề đó là sự im lặng, đừng để vạch trần nhau ra và cũng đừng vạch tội nhau ra để làm gì, nó chỉ giống như tự bôi tro trét trấu lên nhau mà thôi. Accept yourself, sẽ có một lúc nào đó bạn cần phải phát triển và trưởng thành. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ về việc bạn sẽ là ai và như thế nào, hãy nghĩ về việc chấp nhận bạn là ai và bạn ra sao. Nếu mà một số bạn nào đó đang có suy nghĩ rằng bạn chưa xứng đáng với tình yêu, bạn có vấn đề với self love, bạn có vấn đề với giá trị bản thân, hoặc bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng nhận được yêu thương, hoặc là trên đời này không ai thấy được ánh sáng, thấy được nét đẹp, thấy được cái tâm hồn của bạn, thì điều đầu tiên bạn cần phải nhận ra rằng đó là bạn xứng đáng được yêu thương, bạn bạn có nét đẹp riêng của bạn và không có ai là không có nét đẹp riêng hết. Hãy yêu thương bản thân bạn và hãy tìm cách tỏa sáng ra cái nét đẹp đó, để chi không phải là để cả thế giới thấy được bạn, mà là để cho cái người có thể thấy được, họ sẽ thấy được và họ sẽ đến với bạn. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ một. Hello mấy bạn chọn tụ hai ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi có điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của các bạn. Chúng ta có nữ hoàng gậy, chúng ta có the hanged man và chúng ta có last string. Đối với những bạn chọn tụ hai mà tình cảm của các bạn, điều gì xảy ra tiếp theo? Cái này mình thấy là bạn có đang thích ai đó hay không, bạn có đang để ý ai đó hay không, hoặc là bạn có đang muốn cưa cẩm, hoặc là nếu bạn đã trong mối quan hệ rồi á thì bạn có đang cảm thấy mối quan hệ này nó cần sự thay đổi hay không. Đối với trường hợp đầu tiên á, bạn đang thích ai đó, cưa cẩm ai đó, crush ai đó, hoặc là đang để ý tới ai đó, thì có khả năng là bạn đang nghĩ rằng người này, một là không thích bạn, hai là làm sao để cưa đổ, ba là làm sao để cho họ có thiện cảm hoặc là thích mình, bốn là mình nên làm gì với tình huống này, hoặc là năm á đó là có thể người này đã có người yêu rồi và mình chắc không có cơ hội đâu, hoặc là mình có thể có nhưng cũng có thể không. Mình thấy bài này lên rất là nhiều nhiều cái trường hợp, nhiều cái ngã rẽ trong đó. Khuyên quan,
Nữ hoàng gậy là một người có cái tôi, là một người có sự chủ động, bạn không thích bị lệ thuộc trong một cái câu chuyện nào hết, và bạn cũng không không thích là mình phải chờ đợi. Mình thấy bản thân bạn á muốn có một cái sự thay đổi nào đó về một cái tình huống nào đó ở thời điểm hiện tại. Ví dụ giống như mình nói là các bạn, nếu mà bạn đang để ý ai đó rồi thì bạn không có, bạn suy nghĩ, bạn sẽ suy nghĩ rất là nhiều, bạn sẽ tìm hiểu rất là nhiều về người này, bạn sẽ cố gắng lấy những cái thông tin hoặc là tìm hiểu những cái nét thú vui, sở thích, tìm hiểu con người này có ai chưa, hoặc là họ nghĩ như thế nào về mình, hoặc là bạn sẽ cố gắng gây chú ý hoặc là thiện cảm với người này. Còn nếu bạn mà đã trong một cái mối quan hệ nào đó rồi á, tức nghĩa là có ai đó thích bạn, hoặc là bạn đang thích, đang tìm hiểu ai đó, thì có thể trong thời gian này bạn bắt đầu nhận ra những điểm giống nhau và những điểm khác nhau giữa bạn với họ. Tại vì cái mối quan hệ giữa bạn với họ ở đây á, nó là một người ngồi ở trên nhìn xuống, một người người treo ngược ở dưới nhìn lên. Mình cảm thấy quan điểm và cái góc nhìn của hai bạn nó khác nhau, và ở đây là strength, là làm sao để cho hòa hợp. Bạn nhìn thấy cái sự hòa hợp không? Con sư tử ngước lên và người này ngước xuống, tưởng giống như là, tức nghĩa là làm sao để cho bạn bây giờ ngước xuống, tức nghĩa là làm sao bạn để bước xuống để nhìn cái người này và người này bước lên để nhìn bạn á, tức nghĩa là hai bạn không phải là khác nhau, hoặc à không không câu đó nó hơi bị sai, hai bạn không phải là có sự khác biệt, à không, ý của mình là mỗi người đều có sự khác biệt với nhau, nhưng sự khác biệt đó có thể hòa hợp lại được chứ không phải là không. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là làm sao, là một, thứ hai nữa là strength, đó là đòi hỏi sự tỉ mỉ, đòi hỏi một cái sự chăm chút, đòi hỏi một cái tình yêu vô điều kiện, hoặc là một cái tình yêu mang tính gọi là từ bi hỷ xả, nghe hơi ghê nhưng mà kiểu giống như đó là bạn phải chấp nhận có một cái sự nhún nhường, có một cái sự ý nhị, một cái sự tinh tế, mà tất cả những cái gì mà nó liên quan đến ý nhị là tinh tế này, khéo léo này, nó đòi hỏi, nó khó lắm, nó không phải là cái thứ đơn giản, không phải nói một sớm một chiều là làm được. Ngoài ra mình thấy là cái điều tiếp theo diễn ra trong chuyện tình cảm của một số bạn chọn tôi số 2 sẽ là cái bài gì ta, là cái bài hát thật bất ngờ. Ừ, chắc thật bất ngờ của Trúc Nhân, kiểu giống như là kiểu kiểu giống như là sẽ có một cái chuyện ú à gì đó xảy ra và làm cho bạn kiểu giống như là sáng mắt ra kiểu giống vậy. Tại vì mình thấy bạn là một cái người rất là cố chấp nha. Nếu mà cái tụ này mà đang thích một người nào đó mà người này đã có người yêu rồi, hoặc là bạn biết là người này đang thích nhiều người, hoặc là đang có sự lựa chọn khác mà bạn vẫn cố gắng đâm đầu vô á, thì cái này là lỗi tại bạn. Tại vì mình thấy kiểu giống như là bạn đang thích một người không thích bạn, hoặc là một người đang có sự lựa chọn khác và bạn tin rằng bạn sẽ có lấy gậy đập đầu thằng này để cho bạn cướp nó về được, thì bài lên ở đây không có lên kết quả là được hay không. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó là cái này giống như đập chậu cướp bông á, nhưng mà biết xong đập đập chậu cướp bông xong rồi về có trồng được cái bông nó lên hay không mới là vấn đề. Ngoài ra nữa mình thấy ở đây có người thích bạn nè, con mèo nè, nhưng mà mình thấy có cái sự mâu thuẫn nào đó trong cái tụ bài này, kiểu giống như đó là bà đây có một con mèo đen thích, nhưng bà không có thích nuôi mèo, bà thích con sư tử cơ, kiểu giống như vậy. Thành ra mình thấy cái có thể giống như là bạn đang phớt lờ đi những cái cơ hội, hoặc là bạn đang không để tâm để ý đến những cái người thân xung quanh, những cái sự liên kết gần, chẳng hạn như có thể đồng nghiệp nào đó thích bạn, người quen nào đó thích bạn, một người bạn nào đó thích bạn, nhưng mà một là bạn không nhận ra, hai là bạn nhận ra mà bạn không thèm quan tâm, còn ba đó là bạn đã từ chối rồi nhưng mà đứa này nó vẫn lì, nó đứng ở đây nó chờ bạn. Và mình cảm thấy ở trong đây cái lá sen này là một số bạn chọn tụ hai này sẽ có một cái suy nghĩ nào đó khác trong thời gian tới, tại vì Hungitman là đứng ở một góc nhìn khác, thay đổi quan nhân sinh quan, thì có thể bạn sẽ nói là ừ thôi kệ, nó cũng là mèo, thì bây giờ nếu mà không sư tử thì thôi kệ, quen mèo cũng được. Tại vì mình thấy ở đây giống như là bạn, cái thứ mà bạn mong đợi nhất đó là một người đón nhận, một người chia sẻ, một người yêu thương và một người chấp nhận con người của bạn, thì có thể trong thời gian tới bạn sẽ có một cái sự thay đổi nào đó về nhân sinh quan. Kế bên nữa thì chúng ta có lá Ace of One, một gậy sắp tới có chủ động nè, có thay đổi nè, có 6 tiền nè, đúng rồi, có cho ai đó một cơ hội, có thể khả năng là bạn sẽ cho con sư tử này một cơ hội, hoặc là cho con mèo này một cơ hội. 6 tiền và 6 kiếm. Mình thấy có một cái dấu hiệu rất là thú vị. Nếu nha, mình thì không có nói theo kiểu chủ đề 18 cộng, nhưng mà mình nghĩ ai cũng lớn hết, thì đến một lúc nào đó thì bạn cũng sẽ nghe được cái cụm từ đó là friend with benefit.
Thật ra mình cũng không muốn nói cái tờ cụm từ này lắm, bởi vì nó hơi tế nhị. Kiểu cũng không phải cái gì 18 cộng, nhưng mà đại loại giống như khi mà đã nói friend with benefit thì bạn phải biết benefit ở đây là gì. Benefit ở đây không phải là chuyện ít 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 ha, không phải đơn giản chỉ có chuyện ít 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 ít, mà là có thể là tình tiền, hoặc là có thể chỉ là những cái sự đơn giản thuần túy hơn, đó là khỏa lấp tình cảm, đó là quen cho vui, quen cho có, cưa về để đó, hoặc là kiểu giống như quen để chứng minh một người nào đó, hoặc giống như mình nói quen để khỏa lấp, thì tất cả những cái đó đều là friend with benefit theo định nghĩa của mình. Thì mình thấy ở đây á, trong cái kế đó là một gậy và sáu tiền, một cái tình yêu mà sáu tiền với sáu kiếm đi chung á, là một cái tình yêu mang tính chấp vá. Ví dụ tôi có tình, anh có tiền, chúng ta hợp lại với nhau, đi chung với nhau, bao giờ hết tình hết tiền thì tách. Nếu mà tôi có tình, anh cũng có tình, nhưng mà tôi là tình yêu còn anh là tình thương, đáp lại với nhau chúng ta vẫn đi chung với nhau được, đến một lúc chúng ta tìm được tình yêu đích thực cũng nha, tình yêu đích thực của mỗi người thì tách nhau ra. Tôi đang cô đơn lạnh lùng, chết đói chết khát, nghèo khổ, không có thiếu thốn tình cảm, anh là một người thừa tình cảm, không có quen ai hết, muốn yêu thương cũng đang rất là thèm được yêu thương, chúng mình đi chung với nhau, sáu kiếm sáu tiền, tức nghĩa là bài lên một tiền sau một gậy sáu tiền với sáu cốc, nói thật, ôi không, sáu sáu gậy sáu 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 kiếm á, nói thiệt bài lên mình không thích luôn á, tại vì thật sự nó là một cái tình yêu mà nó sai lắm, nó rất là sai, bởi vì kiểu giống như là anh cần hoặc là cô cần cái gì đó, giống như là bà này bà nói con cần ăn, con thích ăn táo luôn, giờ bà có một bụng táo ở không phải một bà có một bụng táo bà có một đống táo nè, cho con trái không chết đâu, bà còn mấy cái cây lựu cây thạch gì đó cả vườn ở phía sau á, ăn cũng bao nhiêu cũng được hết, kiểu giống như là mấy bà gì mà bắt cóc nít nè, xong cứ dắt đi. Mình cảm thấy nó là một sự chấp vá, hoặc nó là một sự ban ơn, một sự ban phước, tại vì một gậy nữa, một gậy đi trước nữa, tức nghĩa là làm cái này là có chủ đích, chứ không phải làm cái này là vô tình hữu ý. Nó là một cái này không phải là tình tình cảm, nó không phải là tình yêu, nó tuyệt đó không phải là tình yêu, và cũng chả phải là tình cảm, nó là tình thương mà thương hại, nó còn tệ hơn cả tình thương nữa, nó là thương hại. Và kiểu giống như là cái người kia có thể họ biết, có thể họ không biết, nhưng mà có lẽ như họ đón nhận nó theo một cách là kiểu người này mình nghĩ họ biết á, tại vì đứa trẻ này nó có sự nghi ngờ, nó có sự quay đầu lại. Còn nếu bạn đang trong một cái tình thế là người nhận á, tức nghĩa là bạn là cái người đón nhận cái tình cảm này á, thì bạn đang đứng ở góc nhìn của đứa trẻ, thì bạn biết điều này và bạn vẫn chấp nhận nắm tay đứa này để cho nó dắt đi, tức nghĩa là bạn bạn tình nguyện nhá, bạn tình nguyện để cho nó bắt cóc. Tại vì bài lên là điều xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn là sẽ có người tiếp cận và mồi chài, quan trọng là bạn chấp nhận hay không. Cái thứ hai nữa đó là mình thấy có cái gì đó liên quan đến việc đó là bạn muốn có một cái tình cảm, mình thấy trong bạn những bạn chọn tuổi hai có một cái khao khát rất là lớn, có một cái gì đó kiểu giống như là thật sự mình cảm thấy bạn rất là muốn có được một ai đó trong thời điểm hiện tại. Còn nếu bạn mà đã có một người nào đó trong trong hiện tại rồi, tức nghĩa là bạn đã có đối phương, bạn có đến người tìm hiểu, bạn đang quen một ai đó rồi, thì trong thời gian tới mình thấy bạn muốn thắt chặt cái mối quan hệ này, mình thấy bạn muốn nâng nó lên một tầm cao mới, dĩ nhiên không phải là cao lên là hai cái sừng, mà là kiểu giống như là bạn muốn là chúng ta nên nói rõ với nhau về quan điểm, về tính cách. Mình thấy bạn rất là quan trọng về việc là chúng ta có hợp nhau hay không, chúng ta có lâu bền hay không, chúng ta liệu có gắn bó gắn kết được với nhau hay không, chúng ta có cam kết gì với nhau hay không, tôi cho bạn một trái táo bạn cho tôi được cái gì. Mình thấy có một cái sự tính toán ở trong đây, dĩ nhiên mình không nói là tính toán quá mức theo kiểu giống như là vật chất hay là kiểu như năm ăn năm thua, mà là trong bạn có một sự cân đo đong đếm về tình cảm. Việc này cũng không nói, mình cũng không không mặc định là đúng hay sai luôn, tại vì mình thấy là trong chuyện tình cảm lúc nào ai cũng mong đợi là có được một cái sự đó hồi đáp, có được một cái tình cảm mà ở đó nó không phải là một chiều. Bạn bạn đang có một cái nỗi sợ liên quan đến việc là liệu tình cảm của tôi cho cái người này nó có phải là một chiều hay không, nhưng mà nếu nó không phải một chiều thì sao, còn nếu nó một chiều thì sao. Tại vì mình thấy suy cho cùng sáu kiếm đó là gì, đó là chạy giặc, sáu kiếm đó là chạy giặc, đó là đi từ vùng bão này sang vùng bão khác, đó là đi từ vùng nước không bình yên đến một cái vùng nước bình yên hơn. Nhưng mà biết gì cái nơi, tại vì mình đã nói lá sáu kiếm đó là chạy giặc, mà chạy giặc đó là giặc đến chỗ nào thì ôm đồ chạy chỗ đó, thì không có bao giờ gọi là ổn định được hết, không bao giờ có thể 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 thể, thể gọi là mình người ta gọi là cái là gì, người ta gọi là gì, an cư lạc nghiệp á. Cái kiểu giống như một tình yêu mà lúc nào cũng phải chạy giặc đó là một cái tình yêu rất là mệt mỏi. Thì bài nó lên là mình thấy một điều đó là cái tông màu bài của bạn nó cũng rất là
là sao ta, là nóng á, kiểu giống như là nè bạn nhìn ở đây nha, vàng đỏ xong rồi vàng xanh, kiểu giống như mình cảm thấy nguyên một cái khúc ở bên đây nó đỏ lét đỏ lè luôn, xong cái tự nhiên qua đây nó nguội lạnh, mình cảm thấy giống như là có một cái gì đó bạn đang quá gà, hoặc là kiểu giống như là bạn đang bị nóng tính quá, vội quá, bạn đang cố chấp quá, bạn đang đâm đầu vào một cái gì đó quá. Thì bây giờ mình sẽ rút bài lời khuyên cho các bạn thôi, chứ mình cũng không biết phải làm sao hết. Thì để mình rút cho các bạn lời khuyên ha. Chúng ta có một lá lời khuyên đó là be mindful with your money, hãy tiêu dùng chừng mực và hãy nghĩ về tương lai, hãy quên đi những quyết định sai lầm cũng như những ám ảnh về tiền bạc, hãy tiết kiệm bởi tiết kiệm cũng là sinh lời. Thật ra đối với mình cái lá này không có liên quan gì tới tiền hết trơn, mình nghĩ nó đơn giản, mình đã từng khuyên lá này với tiền chuyện tình cảm trong một cái video clip nào đó rồi. Và nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến gọi là nếu bạn bạn thật sự đang rảnh tiền á, hoặc là bạn đang rảnh tình cảm á, mà bạn muốn phung phí tình cảm của bạn với người khác á, thì cũng được, không sao hết. Nó sẽ cho bạn một cái trải nghiệm, một cái bài học, một cái kinh nghiệm nào đó về chuyện tình cảm, ai nên cho tình cảm, ai nên không cho tình cảm. Kiểu giống như mình thì có một cái quan điểm đó là tình cảm nó không phải là thứ luôn luôn mãi giống nhau. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra sau nhiều trải nghiệm tình cảm thì tình cảm nó sẽ mất dần đi, nó sẽ phai màu đi hoặc là nó sẽ thay chất, chứ nó không còn vẹn nguyên nữa. Thành ra hãy be mindful, tức nghĩa là hãy luôn luôn để tâm, quan tâm tới, hoặc là hãy suy nghĩ kỹ với cái tình cảm đó. Còn nếu cái này đúng là nghĩa đen là be mindful with your money, hãy để tâm tới tình cảm, tới tài chính của bạn, thì có thể một trong có thể có hai khả năng. Một là công việc cuộc sống của bạn chưa thật sự ổn định mà bạn chỉ đâm đầu vào chuyện tình cảm. Hai là bạn đang bị lợi dụng về chuyện tình cảm và tiền bạc. Thì đó là thông điệp mình cho những bạn chọn tụ hai. Hello mấy bạn chọn tụ số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của các bạn ha. Chúng ta có kỵ sĩ cốc. Cái lá kỵ sĩ cốc ở trong cái bộ này rất là mệt. 7 cốc. Kỵ sĩ cốc, 7 cốc và ba gậy. Trời ơi, tình yêu gì đây? Tình yêu gì mà kỳ cục vậy? Đối với những bạn chọn tụ số số 3, điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn? Đó là không xảy ra chuyện gì hết. Thật ra mình nói nghe kiểu hơi phủ, nhưng mà thật ra nó phủ thiệt. Đối với mình á, mình thấy là tại vì ba gậy, đã ba gậy còn đã bảy cốc và còn ba gậy nữa. Bảy cốc là gì? Là mơ hồ, là mộng tưởng, là mong ngóng, là trông chờ, là chờ đợi, là hoài nghi, là không có thật, là ảo ảnh, là viễn tưởng. Bạn thấy có cái nào có thiệt không? Không. Sau đó tới ba gậy là chờ, là mong ngóng, là đường đi nước bước, là tương lai, là đợi chờ, là mong ngóng. Rồi có cái gì mới không? Cũng không luôn. Đã vậy còn thêm kỵ sĩ cốc ở trên bộ này nữa. Kỵ sĩ cốc bộ này đó là gì? Đó là làm sao để chúng ta băng qua sông mà nước không đổ, làm sao mà chúng ta có thể giữ được cái đòn gánh trên vai mà chiếc cốc này không mất đi một giọt nước nào trong một cái dòng sông chảy ngược hướng, và bạn đang lội ngược dòng. Mấy bạn chọn tụ ba, các bạn khoái chơi ngược lắm không? Đó, bạn thích coi cẩu huyết lắm đúng không? Các bạn thích chơi ú tim lắm đúng không? Hay là các bạn có một cái trái tim bằng sắt bằng đồng? Thiệt ra mà nói, khi mà mình nhìn ba lá này kiểu giống như mình muốn tắt thở, kiểu giống như mình nói trời đất ơi cái gì vậy trời, kiểu giống vậy. Thiệt sự đúng nghĩa là trong bụng mình đúng nghĩa là như vậy luôn á. Tại vì mình thấy nó có cái gì đó liên quan đến việc đó, làm có hai khả năng ha. Nếu mà bạn độc thân á thì mình thấy là bạn đang có một cái vấn đề về tổn thương trong chuyện tình cảm, và tổn thương của bạn á nó là một cái tổn thương chưa lành, không lành hoặc không thể lành. Tại vì mình thấy là bạn có tình cảm với ai đó mà tình cảm này nó chết rồi, nó phai màu rồi, nó hoặc là đại loại là nó không có tiến triển gì hết, nó chỉ là tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình chị em, anh gái mưa, anh trai mưa, em gái mưa, bạn gái mưa hay cái gì đó. Đại loại là nó đứng ở chỗ đó, nó không thể tiếp tục hoặc là không thể phát triển được. Rồi bạn cứ ngồi lẩn quẩn trong một cái suy nghĩ đó là chuyện tình này nên như thế nào, nên ra sao, nên làm sao, nên làm gì bây giờ, có nên tiến hay không, nên lùi hay không, nên làm gì bây giờ. Rồi cuối cùng không làm gì hết. Hoặc là đại loại nếu đây là một cái bạn đang trong một cái mối quan hệ tình cảm rồi á, thì mình thấy kiểu giống như ở đây á, tình cảm của bạn với họ nó không, nó theo kiểu giống như là bây giờ mình làm gì tiếp theo, bây giờ tình cảm này bây giờ có nên yêu nó không, không còn yêu nhau không, chắc còn, nếu mà yêu nhau nữa thì sao, không biết, vậy giờ làm sao, thôi kệ để vậy đi, rồi sao. Kiểu giống như mình nói thiệt luôn á, nếu mà các bạn nằm ở trong mấy cái trải bài, nằm trong mấy cái tình huống mà mình mới ví dụ á,
Mình nói thiệt mình cũng không biết phải làm sao luôn á, tại vì bài lên đúng nghĩa kiểu giống như mình khô lời á. Mình thấy nha, nếu thật sự điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn á, nếu mà giống như mình nói bạn trong trường hợp 1 là những bạn cô đơn độc thân vẫn còn ế, thì nếu bạn độc thân hoàn toàn 100% á thì ok, trong thời gian tới ế tiếp, mình không biết qua đây có cái gì mới hay không, nhưng trước mắt là ế. Còn nếu bạn mà còn cắt cớ với một mối quan hệ nào đó, chẳng dĩ nhiên tức nghĩa bạn vẫn độc thân mà bạn còn cắt cớ với một mối quan hệ nào đó liên quan đến tình cảm cũ, quan hệ cũ, người yêu cũ, một cái người bạn từng thích nhưng mà đã chia tay mà bây giờ còn lấn cấn, thì tình trạng đó vẫn tiếp tục như cũ. Nếu mà bạn đang tỉnh tò ai đó, bạn đang muốn quen ai đó, bạn đang thích ai đó, bạn đang crush ai đó, bạn muốn cưa ai cẩm ai đó, bạn muốn chọi bả quan thính ai đó, thì điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn? Đó là tiếp tục tình trạng như thế, kiểu giống như là bạn sẽ không biết thật hư người này có thích bạn hay không, và người này cũng sẽ quăng bả chồi thính và vẫn sẽ có một cái hồi đáp. Không, bài lên đối với những trường hợp đó thì có một cái hồi đáp, có một cái dấu hiệu để bạn tiếp tục chờ, có một cái gì đó để bạn có thể có căn cứ để tiếp tục trồng cây si. Còn nếu mà bạn đang trong một mối quan hệ nào đó rồi thì chuyện tình cảm của bạn thật sự mình không thấy có sự thay đổi, mình chỉ thấy là liệu các bạn có thể giữ được cái con ngựa với cái người đàn ông này, với cái cặp đòn gánh này, với cái cốc này đi tiếp được nữa hay không. Tại vấn đề nằm ở chỗ đó là tôi biết phía trước là sóng, tôi biết phía trước là sóng gió, tôi biết mối quan hệ này có vấn đề, nhưng mà phần còn lại mình để cho các bạn tự điền vào. Bây giờ mình sẽ qua tiếp với ba la kế, ba kiếm. Hãy nhìn cô gái ba kiếm này, đau khổ không, đau khổ không? Tủ này nó làm sao đó, trời đất ơi, tám kiếm nữa nè, nó bị mờ, nó không có lấy nét được. Không biết cái tủ ba này nó bị cái gì luôn. Trời đất ơi, con đét nè. Nếu bạn không muốn coi tiếp video clip này, bạn có thể dừng lại ở đây. Còn nếu bạn muốn coi tiếp để ủng hộ mình thì bạn cứ bật để đó xong rồi tắt tiếng cũng được, không sao. Ơi, trời ơi, nhìn bài mà mình cảm thấy kiểu giống như là bế tắc cùng cực cho cái tụ ba này luôn ấy. Tụ một, tụ hai là nó cũng đã thấy gớm rồi á, nhưng mà nó cũng còn đỡ đỡ đó. Còn qua cái tụ này là kiểu giống như là tôi chỉ biết gọi là xong rồi chuyện một cái meme nào đó vào. Đối với mình á, thì điều gì xảy ra tiếp theo trong chuyện tình cảm của bạn? Mình không muốn nói một điều gì đó không hay may mắn hoặc là một điều gì đó không hay, nhưng mà nếu thật sự nha, mà bạn nào biết rằng sắp tới sẽ có một cái kết thúc nào đó cho chuyện tình cảm của các bạn á, thì mình nghĩ nên chấp nhận. Tại vì ba kiếm, tám kiếm và đế chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong chuyện tình cảm của các bạn theo hướng phải kết thúc, phải dừng lại, hoặc là bắt buộc phải mở qua một chương mới, khép lại một chương cũ. Dĩ nhiên mình biết là nói cái điều này ra nghe thì thiệt là không có dễ chấp nhận, nhưng mà thật ra đó là một cái tin vui, nó là một cái gì đó mình nghĩ là cần cho cái tủ số 3 này. Bởi vì biết sao không? Bởi vì cái tình trạng ở bên đây nè, nó là một cái tình trạng rất là chết dở. Và một người không biết được tình cảm của mình á, đi đâu về đâu, một người mà tình cảm nó cứ treo lững lơ hoài, một người không rõ ràng về chuyện tình cảm, một người mà cứ úp mở, một người mà cứ nói ừ thôi chúng ta cứ quen nhau đi. À không, ý của mình kiểu giống như là một mối quan hệ mà không biết nó sẽ đi về đâu, thì người trong cuộc rất 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 là mệt mỏi. Và cái người mà không có được câu trả lời càng mệt mỏi hơn, giống như mỗi ngày thức dậy tự hỏi ủa tình cảm của thằng đó dành cho mình là gì, ủa tình cảm của con đó nó có thương mình hay không, ủa rồi tình cảm của mình ngày mai ngày mốt nó như thế nào. Kiểu giống như là mỗi ngày bạn đều thức giấc như vậy và tự hỏi bản thân với một mớ câu hỏi như vậy, mình nói thiệt không bao giờ mà bạn cảm giác nhẹ lòng được hết. Và bạn sẽ không bao giờ có được một cái sự yên vui thoải mái, hoặc là một cái sự, bạn cũng không bao giờ có một tình yêu mới luôn. Tại vì sao? Bạn mắc kẹt trong cái tình yêu cũ, lấy đâu có tình yêu mới. Hoặc là bạn cứ ngày nào bạn cũng mong ngóng một cái gì đó từ người kia mà bạn không thấy một cái tin tức gì hết, bạn không thấy một cái status, một cái động thái, một cái gì từ họ hết, mà bạn cứ ngồi mà mong chờ mong ngóng thì cũng như không, cũng không có ra cơm ra cháo gì hết, mà cũng không có tiền, mà cũng không có trà sữa bánh đá gì để ăn. Mình thấy ba kiếm với tám kiếm nè, ba kiếm mà bạn đang đứng trên một cái mảnh đất rất là khô cằn, tám kiếm là bạn đi tới cái mỏm núi, dĩ nhiên là mình nghĩ bạn không có nhảy xuống đâu, tại vì bạn 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 đứng ở đây, bạn bạn biết mà, có kiếm nè, bạn biết ở đây là mỏm núi, bạn biết ở đằng kia là nó cháy hết rồi, bạn biết là ở chỗ này cũng không còn cây cây trái gì để cho bạn gọi là chăm bón nữa, ở đây là một cái mảnh đất chết. Thì cái thứ mà bạn cần làm là gì? Đó là chấp nhận. Mình nghĩ bạn cũng đã nhận ra điều này rồi, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ là
còn đau xương xương thôi, xương xương thôi. Thành ra kiểu giống như là ok cũng được. Mình thấy ở trong cái lá đét này nè, khu rừng này nó cháy hết rồi, trơ trọi hết rồi, nhưng mà trong cái này vẫn còn một cái mầm cây. Và cái mầm này là cái mầm cơ hội cho các bạn á. Mình nghĩ đó là người ta thường nói là khi mà không phải người ta thường nói, mà là mình thường nói hoặc là mình cho rằng đó là mình nghĩ là trong mỗi một cái khó khăn sẽ luôn có một cái cơ hội nào đó, và trong chuyện tình cảm cũng vậy. Mình nghĩ không bao giờ là giống như dù mình có thất tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, hoặc là mình có bị ế bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn luôn có một cái niềm tin rằng mình sẽ tìm ra một cái tình yêu nào đó dành cho bản thân mình, dù mình cũng chả bao giờ biết là tình yêu nó có tới hay không, hoặc là nó có còn hay không, hoặc là có ai đó thích mình hay không, hoặc là kiểu như sau này có tìm được ai đó hay không, hay chết già, hay là lại lại là sẽ không có một con ma nào hết. Nhưng mà mình vẫn luôn tin, tại vì biết sao, mình cảm giác như nếu mình không tin thì chả có ma nào hết, nhưng mà mình tin thì ít nhất cũng có một người. Thật ra mình nghĩ đó không phải là một cái hy vọng viển vông, hoặc là nó là một cái điều không thật, mà là mình nghĩ luôn luôn, giống như bạn mà nghĩ rằng không có ai yêu bạn, bạn không mở lòng, bạn không tha thứ chuyện cũ, bạn không quên đi được vấn đề cũ, thì chắc chắn dĩ nhiên một điều là bạn không bao giờ có người mới. Giống như tối ngày cứ ru rú ở trong nhà khóc rầu rĩ đau khổ thì chắc chắn bạn sẽ ế, nhưng cái đứa mà bỏ bạn, cái đứa mà làm tổn thương bạn, nó sẽ đi quen con khác, nó sẽ đi quen thằng khác, nó sẽ có người yêu mới đó. Còn việc mà bạn căm thù nó, bạn bạn căm hận đàn ông, bạn căm hận đàn bà, bạn ghét phụ nữ, bạn ghét đàn ông, bạn không chơi với BD, bạn không thích ô môi bóng gió, thì chắc chắn một điều bạn không có ai hết, đó là sự thật. Còn nếu mà bạn chọn cách mở lòng, bạn chọn cách thay đổi, bạn chọn cách yêu thương, bạn chọn cách cách gọi là bước ra cái vùng tối, thì chắc chắn một điều bạn sẽ có người yêu. À không, nếu mà không có người yêu thì có bạn bè, rồi từ bạn bè mình có các mối quan hệ, từ các mối quan hệ mình có cơ hội mới. Thì bây giờ mình sẽ rút bài cho các bạn về lời khuyên thôi, chứ cái tụ bài này lên mà nói về tình cảm mình không có cái gì để mà nói, bài nó thấy gớm thiệt sự luôn á. Coi lời khuyên cho các bạn chọn tụ số số 3, 3 này là gì ha. Lời khuyên mình biết là gì không, để mình để lấy nét nè, nó pause rồi. Lời khuyên là gì biết không, là tạm dừng. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn vì bất kỳ lý do nào, điều đó có nghĩa là có lý do. Đúng rồi, chắc chắn luôn, không cần phải vội để làm gì hết, hãy để con tim dẫn dắt. Dẫn dắt kiểu vậy là chết ngựa luôn. Đừng 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 mình không thấy à, đừng lo nếu cơ hội ra đi, bởi cơ hội khác sẽ đến, và nếu nó thật sự đến thì nó sẽ thật sự dành cho bạn. À hiểu rồi, ý của bài đây là gì, đó là nếu thật sự mà bạn cảm thấy có cái vấn đề nào đó, dù là trực giác, dù là lý trí, dù là một cái giác quan thứ sáu bảy tám chín mười gì đó của bạn nói rằng có vấn đề, ok hãy tin nó đi, bởi vì nó là sự thật đấy. Còn nếu mà bạn nói ư này không phải đó đâu, ok hãy cứ chờ tới một ngày nào đó bạn ra chơi, bạn ra đảo chơi, thì bạn sẽ hiểu được cảm giác là ra đảo chơi là như thế nào. Ở đây nó nói là hãy để con tim dẫn dắt. Thật ra mình nói với các bạn rằng đó là đừng, con tim của bạn nó yếu đuối hơn các bạn nghĩ, và đừng bao giờ đem con tim của mình ra làm trò đùa, bởi vì một lúc nào đó khi nó tổn thương rồi sẽ rất là khó đi chữa lành. Và mình nghĩ cái lá này nó nói là nếu bạn thật sự cảm giác mệt mỏi, nếu bạn cảm giác chưa sẵn sàng để yêu đương, nếu bạn đã quá mệt mỏi để yêu đương, ok bạn hãy cứ dành thời gian để chữa lành, bạn hãy cứ dành thời gian để phục hồi, bạn hãy cứ dành thời gian để chữa trị. Còn nếu bạn đã sẵn sàng để nhận ra được à, con tim tôi tổn thương quá, con tim tôi đau lòng quá, trái tim tôi đau quá men ơi, thì hãy chữa nó đi, hãy mua thuốc uống đi, hãy dán băng keo cá nhân lại đi, hãy mở cửa ra đón nắng sớm, tập thể dục, và để có một con tim lành mạnh, để làm chi, để yêu thương chứ để làm gì. Thì máy bay các bạn thằng số 3 ha.